này 35. Hitachi 2,8 tấn. Bò trên. Con này Hitachi 1 tấn. Bò trên. Hitachi 1 tấn, bò trên luôn. Con này xích. Con này xích 2,5 tấn. 2,5 tấn. Bò trên luôn. Con này Hitachi 2,5 tấn luôn. Nhìn như vậy thôi nhưng mà lau ra rất đẹp. Hitachi 1 tấn. Ba lăng 2 tấn Hito. Bao gồm một bị xích. 2 tấn luôn, hệ Hito. 2 tấn Hito luôn. Xích. 7,9 mét chân dây. Con này 1 tấn. Con này máy ép nha. Đây. Cầm cây ở đây bơm cho cây vào đây bơm mới lắm. Bơm này con đội này chạy xuống hành trình con đội này được 3 tấc. Đấy, anh em nguyên bố chiều dài nó cao 1m6, chiều cao 1m6, bề ngang lọt lòng này là 2, 4, 600, bề ngang lọt lòng 600. Ba lăng cáp treo nhá, đa số là 2 tấn, 2 tấn 8, 2 tấn này. Mazda Japan là Nhật này. Thông số trên này nhá, các bác đọc nhá. Chụp màn hình lại đọc giùm em. Đó, toàn 2 tấn hết nhá. Mỗi một con như thế này thì nó có một cái túi đựng xích trong đó. Túi đựng xích ở trong hết. Hai tấn tám này sẽ lớn hơn nhé. 50 HZ thì được 5,4 mét trên dây. 60 HZ thì được 6,5 mét trên dây. Osaka, Nhật Bản. Đây, anh em xem một bộ nơi này rất là nặng. Rồi, vừa treo vừa bò. Máy hàn Daihan 300 Inverter. Que 300 luôn. Có được mấy con máy hàn que. Máy hàn que 300 được mấy con. Còn cái này hàn dây nhá. Hàn mic. Anh em nào xí con nào thì về tự lo tự chạy nhé. Mình hiện tại giờ là chưa có thợ chạy mấy con này đâu. Bán về anh em là tự chạy. Còn Inverter đời mới rồi.
Con này cũng thế này, 3V100 Inverter Daihen. Mấy dòng này thông dụng lắm. Rồi, anh em có nhu cầu liên hệ nhé. Con này 300 nữa nè. Các bác lấy con nào nhớ chụp hình lại giùm em nhé. Chụp hình lại. Chụp hình cái mặt lại cho em.